bước vào phòng cách ly thì những anh chị cũng rất là happy, cũng rất là chào đón mình, thì mình cảm thấy rất là vui. Mình rất là tự tin thể hiện cái khả năng phòng thi casting của mình. Sau khi casting xong thì đầu tiên là chú cảm thấy nhẹ nhõm, thấy vui bởi vì nhận được những cái lời nhận xét có kinh nghiệm đến từ các anh chị. Mình thấy khá là hài lòng và thoải mái. Cái cũng hơi khó và được cái mấy anh chị dễ, mấy chị hướng dẫn cho nên là cũng qua được. Mình vẫn chưa hài lòng lắm về cái phần thi của mình, cho nên là và mình thấy các anh chị cũng rất là niềm nở và mình rất là vui. Lần nào đi casting thì cũng như lần nào hồi hộp và lo lắng với các bạn, đúng không? Anh tự cảm thấy được mình đã làm rất tốt trên cái vòng này. Rất may mắn là hai em thì làm được rất khá là ăn ý, chỉ cần trao đổi một chút thôi thì là có thể là hiểu được ý nhau và buổi casting diễn ra rất là suôn sẻ. Mình cảm thấy mọi người không biết trong đó rất là vui luôn ý. Mình đã hình thành khá ổn vai trò của mình ngày hôm nay. Nó sẽ rất là phù hợp với tất cả mọi lứa tuổi. Tại vì trong cái vấn đề học đường thì lúc nào cũng sẽ có những cái góc khuất. Thì phim nữ sinh này sẽ tái hiện những cái góc khuất của các vấn nạn của học đường. Là nữ sinh sẽ mang đến rất là nhiều những thông điệp ý nghĩa dành cho tất cả các bạn khán giả. Thì dự án này cũng là dự án mà nó đen tối một tí của chị Linh Lan. Mình nghĩ là bộ phim này rất là hay á, cho nên là mọi người nhớ đón xem phim này nha. Các bạn hãy đón chờ phim Nữ Sinh chiếu trên kênh YouTube F-Drama. Mọi người hãy cùng An đón xem bộ phim Nữ Sinh trên kênh F-Drama nhé.